xin chào anh em.
chưa hẳn con đang thức. Cà phê cũng đã bị nửa ly, đừng làm mày anh lại phải chậm chậm. Con giận dỗi mà sửa đi. Em nói nếu bên anh đã trăng mật, ông chưa chịu dám tự ông sẽ không phai. Còn nỗi lòng nhiều anh ta sẽ chẳng cất. Vẫn sẽ chung lối dọa anh ấy đông dài. Mày hiện tên và mày báo anh trước. Em hiện tình là chỉ bảo một câu. Mòn mỏi chậm thì có thể rất sáng bước. Anh vẫn chú dễ sao là không phải vô dấu. Dẫu biết sự sống cha con, anh vẫn chờ tôi đây trở lại say. Em cứ hai năm anh đi quả ngọt. Con trai đáng như thì đại anh. Anh ơi, anh ơi.
200 200 Điện lòng 200 400 gì đấy. Ôi, rượu sâm của cổ đồng là 9 xin hồ mới có thôi. Chắc bác ạ, sâm của bác thợ bác chưa qua là quên mất cái nội dung đấy. À, hôm qua bảo thế chúng ta về để hôm kia đánh chiến canh cho. Khó lắm, cái này ngày xưa nó bọn ấy nó cầm ngang này, nó bắn bóp ra này, người nó ép thẳng này. Ở đây là có thằng cái này to đó, hồng ấy. À được, tốt lắm. Em đi công tác thế ổn đấy. Anh à, bây giờ cháu anh đánh chân rửa mặt xong anh ra ngoài hồ chụp ảnh bọn em nhá. À, xong ra chụp ảnh ăn đi ăn tiếp canh xong uống rượu quý một tí. Tăng nhà Hùng thôi. Anh cứ mang xe ra cho nó đồng bộ. Dạ. Anh ra tăng nhà Hùng thôi. Ăn canh nhà Hùng nhá. Ra luôn đây anh em, đang tập ở ngoài rồi. Ra tập cùng chân cặp, ra tập cùng nhá. Ca đấy là ca tiêm vaccine chế vaccine.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.